Thưa quý vị, theo các doanh nghiệp đầu mối thì giá xăng trong kỳ điều hành tới có thể sẽ tăng khoảng từ 500 đến 700 đồng một lít nếu nhà điều hành không trích quỹ bình ổn. Và nếu như vậy thì xăng sẽ có lần tăng thứ tư liên tiếp. Theo dự kiến, ngày mai là đến kỳ điều hành mới nhưng do rơi vào cuối tuần nên kỳ điều chỉnh này sẽ lùi sang thứ hai ngày 23 tháng 5. Theo số liệu từ thị trường thế giới, những ngày qua giá xăng dầu bình quân vẫn tăng so với chu kỳ trước. Lãnh đạo đầu mối xăng dầu ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bình quân giá xăng nhập khẩu vẫn tăng khoảng 5 đến 6% so với chu kỳ trước. Hiện các doanh nghiệp đang lỗ khoảng từ 1.000 đến 1.100 đồng đối với xăng và do đó kỳ điều hành này, sau khi cân đối, cơ quan quản lý có thể tăng khoảng 500 đến 700 đồng một lít đối với xăng, còn dầu thì giữ nguyên hoặc là giảm nhẹ. Trong khi đó, quỹ bình ổn tại doanh nghiệp đang âm nên kỳ điều chỉnh này, cơ quan quản lý sẽ có thể phải tăng giá mà không trích quỹ với xăng.